Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái thang cô hồn này, nó có một phần mềm là phần mềm gọi ma. Thì ở trong đây mình sẽ giới thiệu các bạn, đó là gốt cao. Gốt cao. Đây chúng ta kích vào. Đây thì chúng ta có cái phần mềm đầu tiên. Gốt cao. After Hotlot. Chúng ta đã cài đặt này. Ở dưới đây còn rất nhiều, mình thử ấn cài phần mềm này nữa. Đây, phần mềm này nữa. Mình thử cài ra xem phần mềm này gọi ma thế nào nhé. Đây là một phần mềm giả lập của phần mềm nói chuyện trên điện thoại thôi. Nhưng mà các bạn hãy thử xem, đi cùng mình xem nó có ghê và đáng sợ như thế nào nhá. Mà mình sẽ khuyên cáo các bạn nên cài phần mềm này lúc nửa đêm thì nó mới có tác dụng. Còn mình sáng nay ngủ dậy thì mình mới làm được. Chúng ta mở phần mềm này này. Nghe luôn. Đây. Sợ không có bạn. Đó. Mình đuổi nó không đi. Không có tiếng gì nữa. Mới thế thôi. Không sợ lắm. Nhưng mà cũng sợ vài lái. Thì các bạn nhớ cài ra nhé. Đấy lại phải này. Đấy đang gọi đấy. Đấy nó đang gọi đấy. Mình bật lên chứ. Mình phải tắt đi mạng wifi. Sợ. Ôi, phần mềm này không sợ lắm. Chúng ta đến phần mềm khác nhá, vì mình cả hai cái phần mềm gọi ma cơ. Mình xoay phần mềm bắt ma đi trước. Đó lặng máy lắm. Gọi ma ê. Ê vậy sao mà gọi luôn. Gọi lại xem nào. Nó cái nhạc này thôi. Không sợ lắm. Không sợ đâu. Mẹ mày. Tao phải xóa mày đi. Vì mày không đáng sợ. Đi mặt ma này nữa. Đây phần mềm gọi ma này. Mặt trăng này. Mẹ biểu hiện cho sự u ám bóng đêm này. Các bạn. Ta bắt đầu. Không bắt à. Đây vào danh bạ.
ta phải vào cái chỗ biểu tượng danh bạ này nha. Kích vào. Ở trong này có ma Lucy này, Mustard này, Shiver này, quỷ này, Maget. Sờ. Chúng ta gọi cái phần mềm nào, gọi cái số nào, để gọi số này nha. Kích vào. Nghe thử xem. Ta nó gọi đấy. Alo. Nghe rõ không? Tớ xin. Mẹ mày. Úi, tiếng động ghê vãi. Mình thì mở cái khác nhá. Đây mở cái này. Tiếng hơi nhỏ. Nó sợ. Đây, mở đây. Alo. Alo. Gọi nhưng mà nó không nói gì. Con này sợ mình. Tiếng động ghê vãi. Gọi hai anh em cho này nhá. Đã gọi. Alo. Ghê. Ghê. Lucy. Gọi các số mà các bạn không sợ thì các bạn cứ gọi cùng mình nha. Thử xem cảm giác đêm khuya thế nào. Mình dùng ban ngày rồi. Alo. Ê xin. Chơi cưng. Ôi thế tiệt. Thôi, tạm biệt các bạn nhé.